Em chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em ha. Mọi người mua hàng liên hệ thông tin cho màn hình ha. Số điện thoại là 0348 3083 nè. Rồi, khách hàng mới vui lòng chuyển khoản em gửi hàng ha. Không có ship COD đối với khách mới nha mọi người. Thông cảm giùm ha. Rồi. Giá trên chưa bao gồm phí ship nha mọi người ha. Khách quen thì mọi người có thể ship COD hoặc là chuyển khoản thì thông báo trước cho em. Để em gửi hàng. Rồi em gửi hàng trong ngày. Gửi bên Viettel ha, gửi thường. Hoặc trễ thì qua ngày sau em gửi nha mọi người. Vì lúc này cũng hay mưa. Lúc mưa cả ngày ha. Rồi hôm nay video em đăng lên là mã 269 ha. Video 269. Đây, nay em về mấy đồ dụng cụ Nhật ha. Có kéo các cành trên cao nè ha. Rồi mấy đồ đây, có cái hùng. Cái hùng đựng đồ, đựng máy của Makita ha. Em bác nào có máy móc dụng cụ đồ bỏ vô đựng cũng ok. Rồi có cây tui vít này rất là đẹp luôn. Tui vít Hojan của Nhật. Tui vít tự động xay không rồi. Nhưng mà nó thiếu mũi nha. Các bác nào tìm được mũi thì gắn vô xài. Hoặc là chế cái mũi ha. Rồi đầu tiên giới thiệu cái cắt cành trên cao nha mọi người. Đây, cây, đây là cây cắt cành trên cao. Đây, lưỡi nó rất là bén nha mọi người. Lưỡi bằng thép. Cắt rất là nhẹ nhàng luôn. Đây, cái cành cây nó sẽ đút vô đây ha. Cái này là mình về nhà mình nối dài ra, gắn vô cây tre hoặc là ống nước hoặc là nói chung cây nhôm, người có cái gì gắn đó ha. Cái này mình đứng dưới đất mình kéo dây này, mình có thể nối dài ra ha, muốn nối dài nhiều dài ha. Con dây này của nó nè, nó rất là nhẹ. Đây, cái đường kính của cái cành cây nó có thể cắt được nè, 35mm nha mọi người, 3,5 phân ha. Nó lọt vô đây là nó sẽ cắt được ha. Đó. Rồi, tình trạng ok, sần rất tốt luôn. Rồi cắt cành này mã số 1 nha. 600.000 bộ cắt cành này. Rồi nó về cây kiềm mà. Đây. Cây kiềm này của Fujiya ha. Fujiya Japan. Kiềm Fujiya hàng nội địa Japan ha. Fujiyan. Kiềm cắt kẽm ha. Cắt kẽm, cắt cáp. Kẽm cắt cáp, muốn cắt gì cắt ha, cắt gì điện. Đây, em cắt thử ba cái cọng dây nhôm, dây điện luôn mọi người. Nhôm à. Cắt khá là ngọt. Dây điện nè. Đó. À. Rồi dây nhôm nhỏ nè. Dây nhôm này chừng 1 ly. Đó. Đây. Lưỡi nó còn nguyên ha. Không có bị mẻ nha mọi người. Đặc biệt cái này nó có trợ lực nè mọi người ha. Nè nó phần này nó trợ lực nè. Đây. Mình thấy cái lưỡi trợ lực nè. Nên lực cắt nó ra rất là mạnh. Mọi người cắt cáp rồi ok luôn. Rồi kích thước nó 21cm. Mã số 2 nha, 400.000. Kiềm Fujiya.
Ở số 3 về một cái cục đè rất là độc. Cục đè thép ha. Tình trạng như mới chưa xài. Đây. Chưa có dấu hiệu xài mọi người. Rất đẹp luôn. Đó. Đè rất là độc lạ. Nó bo tròn nha mọi người nè. Mọi người thấy nó bo tròn không? Ba mặt ha, một mặt nè, hai mặt nè, ba mặt. Mình có thể sử dụng ba mặt ha. Đe này dạng cầm tay hoặc là đặt lên đồ, mình sẽ gò đồ, đe dùng để gò đó. Lấy búa gò ha. Đây, nó có ghi chữ này nè. Đe thép nha mọi người, rất là nặng. Nó nhỏ như vậy nhưng mà nó dày, nó nặng lắm. Nó bằng thép chứ không phải là đúc gan ha. Đây kích thước nè. Mặt này nó là 5 à 6 x 5. Mặt dưới là 4. 4 x 7 ha. Chiều cao này 6. Đó. Đây là khá là đẹp. Này công dụng nó để xài hoặc trưng bày cũng ok, đẹp, sưu tầm. Rồi mã số 3 ha, 500 ngàn. Rồi tiếp theo một cây đây. Cây này tôi vít. Tôi vít cân lực nha mọi người. Đây. Tôi vít Tonichi nè. Tonichi Japan. Tonichi nè. Tonichi Japan sản xuất ha, dòng cân lực. Đây, mọi người thấy cái thông số nó chỉ lực đây. 10 kg nè, 20 nè, 30, 40, 40 kg ha. 40 kg nha mọi người. Là hai chiều, vận ra hoặc là vận vô điều chỉnh lực được. Và đây, mọi người có thể tăng lực nữa, ha. Còn cái nút màu đỏ này nè, phần tới phần lui nó tăng lực ha. Đó. Rồi ở đây nó xài mũi thông dụng mọi người, cái mũi 6 ly thường xài máy bắn vít. Có mũi đó là gắn vô là xài ha. Này, cái này của cây vít đóng. Đây. Cái mũi zin theo nó nè. Cái này là nó bển nó bên Nhật nó chế ra cái mũi vít nè, mũi vít thì zin. Đầu này zin vô là đúng y. Mà cái mũi này nè, nó chế cho đúng cái công việc của nó. Là nó đang cần mở cái gì bự nè. Mũi vít dẹt bự à, nó chế vậy. Đây là mũi thông dụng gắn máy bắn vít. Gắn vô là dính ha. Đó. Rồi xài. Mình xài như tê tua vít bình thường cũng được. Hoặc là đo lực luôn. Nó hai cái tính năng ha. Rồi giá chỉ 400 ngàn. Mã số 4 nha mọi người. Cái cán này nó bằng hợp kim nhôm rất là đẹp luôn. Trên đây bằng thép. Đó. Tonichi. À, kích thước nó dài tới 27 cm ha. Rồi về cái bộ này nữa nè, bộ mũi khắc cho mũi khắc gỗ nè. Bữa nay bác nào hỏi dùng cái này nè, mũi khắc gỗ nè mọi người. Bộ này rất là đẹp luôn. Đây bộ nó là 5 cây ha, đầy đủ cái bộ nó là 5 cây đủ các mũi. Này mọi người thấy cái mũi bầu nè, bầu nhỏ, bầu lớn nè, mũi xéo nè, mũi chữ V, mũi cạnh chữ V nè, mũi bằng nè ha. Rồi tình trạng còn rất là ok.
mũi dây bên sẽ bền hết. Đây, hiệu Showa nha mọi người, thương hiệu quá nổi tiếng của Nhật luôn, mới tiền như băng. Showa, Showa chuyên làm mấy dụng cụ mộc mấy chút rồi nó cũng chuyên lắm đó. Rồi mã số 5 250 nè, bộ này rồi. 6 là cái vít đóng nha, đây cái đóng của Thon Thon Tool ha, Japan. Đây nó kèm theo hai lưỡi, hai cái mũi đây, một mũi BH2 và mũi BH3 nha, chuyên dùng cho xe máy luôn. BH3 cho xe máy rất là ok, dàn nhựa đó. Đây là mũi y của Made in Japan sản xuất ha, hai mũi, không có mũi dẹt nha mọi người. Hai cây này có nó đi về có hai mũi này ha, bán hai mũi này ha. À đặc biệt cái này là cái mũi 6 ly luôn nha mọi người nè, nó bằng cái mũi gắn máy bắn vít đó. Đây giờ 6 ly luôn á, nên cái cây này nó rất là thông dụng mà mọi người tìm mũi gắn vô nha. Mũi đó là cái mũi máy bắn vít luôn á. Đây, gắn vô nó như vậy ha, nhảy ok hết rồi, thử rồi đóng cái nó lắc qua đây, đảo chiều ha, khoảng đây nè, bằng lại nó có ghi LR nè ha, trái phải chiều vô chiều ra. Rồi cái này nó khá là nhỏ gọn ha, tiện dụng xài xe máy ok nè, 16 cm thôi chiều dài của nó. Rồi bộ này 400 nha mọi người, mã số 6 nè. Rồi ổ khóa số Nhật, size rất là to, ổ khóa size cũng khá là to đây nè. Ổ khóa số, cái rộng này 6.4 nè, đây 15 mm, 6 61 mm. Rồi đường kính nó khóa 34. Đây khóa số mọi người, hàng mới chưa sử dụng luôn. Mọi người xem trên cái số trên có mã ở đây nè ha. Rồi bấm vặn đúng ngay cái khứa nó có đánh dấu mũi tên nè, là mở ra được à. Đây. Đây. Rồi ổ khóa này 200.000, mã số 7 nha. Rồi đây cây hước, về cây hước rất là độc luôn, cây hước bằng đồng mọi người. Đây là cái cây hước nó full bằng đồng ha, cây hước của Nhật nè, full bằng đồng luôn, nó đúc nguyên cây bằng đồng ha. Xài không sợ bị reset, không sợ gì hết, không sợ tự tính luôn ha, xài trong môi trường từ mọi người, không sợ nó bị nhiễu. Rồi cái ke 45 độ ha, mã số 8, 150.000, bằng đồng. Rồi tiếp theo cây lấy dấu. Đây về cây lấy dấu rất là to nha mọi người, cây lấy dấu này siêu to luôn nha, xe ben này. Đây mọi người thấy cái độ to nó nè, đường kính nó là 18 cm, 18 mm nè ha, chiều dài là 16. Nó có cục nhựa nè để mình sử dụng tiện lợi. Ở đây mình có thể điều chỉnh nặng nhẹ nha, nè. Muốn lún sâu hoặc lún ít, hoặc là trên vật liệu mềm, vật liệu cứng ha.
điều chỉnh nó rất là hay luôn. Mũi bằng hợp kim rất là cứng. Đây, mũi đây nè, đây hai ép nè, búng nó thử nè ha. À, mọi người thấy nè, cái dấu nó tạo ra nè đó, là làm thử dấu nữa. Đây điều chỉnh nặng nhẹ mọi người, làm thử dấu nhẹ nè ha, chỉnh dần nó ra lỏng ra. Cũng rất là sắc nét vô luôn nè ha. Này. Quá đẹp luôn. Tạo dấu quá đẹp luôn. Rồi, mã số 9 nè, 400.000. Tiếp theo con KTC. Thương hiệu quá nổi tiếng của Nhật. KTC. Thương hiệu cao cấp của Nhật. Cây này cũng dòng đẹp luôn, dòng cao cấp luôn. Đây, một cái cần tự động. Cần lắc tự động 3/8. Hoạt động hoàn hảo. Đây nó có cái nút nhấn để mình lấy tẩu ra nha mọi người. Gài tẩu vô rồi bấm nút nó sẽ ra. Gài tẩu vô là nó cứng luôn, nó không có bị tuột mọi người. Bấm nút nó mới ra, bấm nút nó rớt ra. Rất là tiện. Nội địa Japan. Quá đẹp. Thép đúc đặt xi lên rất là đẹp luôn. Đây kích thước nó 18cm thôi, rất là nhỏ gọn. Bỏ theo xe máy rất là ok luôn. Mã số 10 ha, 350.000. Rồi tiếp theo, đây là về hai con dao đa năng nha mọi người. Móc khóa đa năng, dao đa năng ha. Một con này của Nhật, con này của Đức ha, Germany sản xuất. Con này của Japan, Nhật. Hai con khá là mới lạ. Thường là dòng này hỷ sĩ nó nhiều ha. Này được hai con, một con Nhật, một con Đức. Đây. Japan nè. Thép không rỉ ra bên. Rồi nó cũng có máy tính năng đây. Cũng có máy tính năng không dụng nè. Cái này nó dính dầu nha mọi người, nhưng không có phải gì hết. Thép trắng, không sợ sét. Rồi bên đây còn hai tính năng nữa ha. Cái này khui chai nè, khui rượu vang ha. Rồi cái này cái dùi lỗ gì đó. Rồi 2, 4, 6 tính năng nè mọi người. 6 tính năng của Nhật cho Ben, 150.000, mã số 11 ha. Rồi tiếp theo một con của Germany. Đây. Germany sản xuất nha. Thép rất là cứng mọi người, thép này theo ý cá nhân em là nó cứng. Cầm rất là chắc tay, nặng tay lắm. So với cầm một cái con hỷ sĩ. Nó nhỉnh hơn xíu.
Ở đây tính năng nó. Đây là một cái cưa. Cái cưa ha. Cây cưa gỗ. Cưa sắt mọi người, lưỡi này cưa sắt. Cưa gỗ cũng được, cành cây nhỏ cưa luôn. Rồi. Đây là cái lưỡi chính của nó nè. Inox Rod Chain gì đó, Rod Chain gì đó, G-Money ha, sản xuất. Cái thương hiệu nó đó mọi người. Này cho mọi người thấy rõ cái chữ hiệu nó nè, đó rất là sắc nét rồi đó. Rồi đây móc khóa khui chai ha, khui lon đây, khui chai nè, con này khui hộp mọi người. Rồi đây là cái kéo nè, có một cái kéo luôn nha. Đây đây kéo cắt giấy nha mọi người. Coi chưa. Rồi bên đây nó sẽ có một cái tua vít ba ke và một con mũi 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 khoét à, mũi khoét lỗ mọi người à. Rồi nó tổng cộng là 2 5 6 7 tính năng. Rồi treo móc khóa nữa, 8 tính năng nha. 8 tính năng trong một con dao, một cái dụng cụ đa năng của Germany Đức, rất là hiếm, đáng sưu tầm. Rồi con này mã 12 nha, 400 ngàn. Rồi tiếp là một cái thẩu, đầu thẩu, cái đầu khẩu á mọi người, khẩu số 10 mm ha, gắn cho cái máy bắn vít nha mọi người. Đây mới tên chưa sử dụng, hàng Japan sản xuất, Sunkei, Sunkei ha, này thương hiệu Sunkei 10 mm, khá là dài, sử dụng nó dễ nè, 11.5 cm. Mở con ốc 10 mọi người, ốc không dụng cho anh xe máy. Rồi 100 ngàn mở 13 ha. Rồi 14 à, cái tua vít này quá đẹp luôn, đảo chiều đầy đủ luôn nè, nhạy luôn, còn rất là mới nè ha, nhưng nó bị mất cái đầu đâu mất hết rồi, còn thân không nha mọi người. Mọi người về chế cái đầu ha, kiếm cái thân vít giữa này nè, cái lấy cái máy mài á khắc một cái là nó gài vô đây được rồi ha, là xài thôi. Rồi 24 cm. Rồi mã 14 ha, không có mũi, 200 ngàn. Hozan Japan, hiệu Hozan nè. Rồi máy câu cá, máy này sưu tầm ok nè, máy quá độc luôn, máy cầm tay nha mọi người, không cần cần câu luôn, chỉ cần máy thôi là câu được rồi. Đây nó còn cả cái bộ kêu là cái bộ gì quên mất rồi ta,
cái bộ gì để kết nối xuống cái lưỡi cầu mà lên cái cuộn cước á, mình quên tên mất. Lúc trước có đi cầu mà nó nhớ là mấy cái này nè. À, cái hẻo mọi người, cái hẻo hả? Nè, hẻo à. Đó. Hẻo zin của Nhật luôn. Thiếu cục chì thôi ha. Gắn lưỡi vô là xài. Hẻo bằng cáp nha mọi người nè. Cái đoạn hẻo bằng cáp ha. Ồ, hẻo này tới câu cá tra luôn nè. 1 2 3 cái lưỡi ha. Này, hẻo zin nó nhìn nữa ha. Bị oxy hóa rồi, cái này nút này bóp ra là nó sẽ nhả cước rồi mọi người. Nó là mình cầm sẽ nhỡ mình quăng ra ha. Rồi buông xuống, buông xuống là quay vô đó. Rồi cái này là bằng thử ra. Cái này LR không biết là cái gì mọi người. À, là đảo chiều mọi người. Là bây giờ là nút vẫn ở dưới khỏi cần bấm mà nó xả cước ra được nè. À, là giờ bấm vô là nó tự xả. Bấm là một chiều R đi. À, rồi xả ok không đó. À, đúng rồi đó. Chết. Rồi, xả xuống. Không nhờ vô. Đó. Nó có cái ngạnh xả một chiều á mọi người. À, em xả ra chỗ này mới đúng nè. Chỗ này để ra ra lưỡi nè. Nó có cái đồ đỡ cước nè. Quấn vô đây. Hẻo này nó dẻo lắm, cứ quấn vô. Rồi, cho nó chui ra chỗ này ha. Luôn nó vô. Nó ra chỗ này là đúng rồi ha. Chú ý ha. Rồi chỗ này nè. Rồi, câu vậy nè ha. Quăng ra. Sẽ nhờ ra. Rồi. Dính cá kéo vô. Xong. Cái này phù hợp với bác đi du lịch mang theo đi câu ha. Có cái cần câu, khỏi cần cần. Nó gọn. Rồi, nó là đây, có 15 cm à. Làm nhỏ gọn nhưng mà vẫn câu được cá, khá là hay luôn. Rồi mã 15 ha, 450 ngàn. Cái máy câu của Nhật, cái máy này hiệu gì đây? Mr. Fishman Olympus Olympus ha, Olympus Olympus Reel mặt 1 đời thứ nhất Japan sản xuất của Olympus thôi mọi người. Thương hiệu cũng nổi tiếng sản xuất máy câu cá đó. Rồi cuối cùng là cái hùng đây, cái hùng đựng đồ nghề đựng ấy nha, đựng đồ nghề máy móc của Makita mọi người. Cái này chưa rửa nha mọi người, rửa nó ra mấy cái dơ dơ này ha, bụi á, mới về không chưa thời gian rửa được nữa nè. Trong mọi người. Đây cái hùng này là nó đựng cái máy khoan, cái máy bắn vít pin ha. Nào. Nhưng mọi người muốn đựng gì đựng thôi, không mà đựng dụng cụ này kia cũng được. Hoặc là có máy này mà chưa hùng thì mua đựng vô là ok liền ha.
Đó. Cái thùng của nó là đựng trên đây mình đựng mũi vít nè ha, mũi vít, mũi khoan, mũi khoét, mũi gỗ, mũi này mũi kia. Rồi ở dưới sẽ là đựng máy, rồi cục sạc, hai viên pin đó, đựng khá là đầy đủ luôn. Bác muốn đựng đồ nghề này kia thì có thể cắt cái này ra nè mọi người, miếng cái máy hành này nè, cắt ra luôn cho nó chống đựng cho nhiều ha. Rồi kích thước nó là 35 x 30 nhân 12, 35 x 30 x 12 Makita Japan. Rồi thùng này mã 16 nha, 300.000. Rồi hết rồi, kết thúc video ở đây mọi người. Rồi cảm ơn mọi người nha.